Trần nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký phần 2 chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và như dự đoán của chúng ta đã đoán trước cuối cùng thì cái cuộc trưng cầu dân ý ở tại Ukraine mà do Vladimir Putin đứng ra tổ chức đã có kết quả đúng như là năm 2014 quý vị bây giờ mình đi bản tin trước đi rồi chúng ta mới phân tích cái tình hình của Ukraine sẽ đi về đâu phản ứng của Hoa Kỳ và đồng minh cũng như là những cái uh, biến chuyển sau đó có thể xảy ra như thế nào. Ok quý vị, trong bản tin mới nhất của hãng thông tấn Reuters 96% nói rằng là ủng hộ cho việc sáp nhập vào Nga. Đây là kết quả đầu tiên sơ khởi từ những vùng đất chiếm đóng từ phía của Ukraine. Quý vị, cao cái vòng mà kết quả đầu tiên sơ khởi từ bốn vùng đất mà Nga chiếm đóng ở tại Ukraine cho thấy rằng là đa số là sẽ muốn trở thành vùng đất uh, của liên bang nga và nga ở cơ quan truyền thông của nga đã cho biết ngày thứ ba và được họ gọi cái cái gọi là referendum tức là trưng cầu dân ý mà kiev và khối tây phương đã lên án cho rằng đây là cái hành động dơ bẩn và trong đó bốn vùng này gồm có donetsk, luhansk, zaporizhia và kherson và chiếm gần như là 15% lãnh thổ của ukraine và nga đã bắt đầu uh, uh, cho lắp đặt những cái thùng mà bỏ phiếu từ nhà tới tận nhà ở tại Ukraine mà khối Tây phương cho rằng à, đây là có hành động gọi là à, bức hại và ép buộc để mà sát nhập bốn à, cái vùng này vào nước Nga. Ông Putin nói rằng có thể sẽ à, tái sát nhập lại một số những cái sẽ, những khu vực mà tấn công vào nước Nga và ông ta cho biết tuần trước ông ta có thể sử dụng cả vũ khí nguyên tử để bảo vệ cho phần lãnh thổ chủ quyền của nước Nga. Ok quý vị đây là cái bản tin mà chúng ta có được ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thật sự là ngày cuối cùng để mà à, kiểm phiếu trong cái cuộc trưng cầu dân ý Và bây giờ thì chúng ta thấy kết quả giống như chúng ta đã dự đoán Là giống như nói đây là cuộc kết quả Kết quả của cuộc gọi là trưng cầu dân ý Nhưng thật ra quý vị nó là cuộc trưng cầu dân ý trả hình Ok bây giờ chúng ta mở bản đồ lên xem bốn vùng đất này ở đâu Mà nó chiếm 15% lãnh thổ của Ukraine Bây giờ quý vị tôi mở cái bản đồ lên thì bốn vùng này Quý vị thấy gọi chung là Donbass nhưng mà thật ra là khu vực hành nằm sát biên giới của nước Nga, Donetsk quý vị, Zamborizhia nằm ở đây và Kherson nằm ở đây tức là quý vị nhìn thấy cái khu vực này là chiếm hết 15% của lãnh thổ của Ukraine và nếu như mà bốn vùng này chính thức được xác nhập thì quý vị thấy là bán đảo Crimea à, nằm ở dưới đây cũng nằm ở trong cái lãnh thổ của Nga chạy qua Georgia và tới à, khu vực của Nga nằm đối diện và coi như Nga kiểm soát coi như là Nga kiểm soát toàn bộ khu vực ở vùng Hắc Hải. Ít nhất còn khu vực này vẫn còn đang chiến tranh. Thì chúng ta chưa biết nhưng mà ít nhất là một nửa của vùng Hắc Hải này nằm dưới tầm kiểm soát của Nga. Để bốn khu vực Luhansk, Donetsk, Zaporizhia và Kherson đã chính thức được xác nhập vào nước Nga. Quý vị, trên bản đồ quý vị đã nhìn thấy bốn khu vực này và cái uh, Zaporizhia là cái nơi mà đám Âu Châu đang e ngại bởi vì đây có cái lò nguyên tử lớn nhất của Âu Châu có 6 cái lò phản ứng nguyên tử và kỳ rồi thì nó đã bị ngưng hoạt động và phải shut down bởi vì một số những cái trận pháo kích của hai bên cả Ukraine lẫn phía Nga khiến cho cái đường dây điện của cái lò nguyên tử này đã bị shut down thì quý vị đây là khu vực khá nguy hiểm và bây giờ thì cuộc trưng cầu dân ý thì quý vị thấy cái kịch bản nó y chang cái Crimea năm 2014 tức là putin chơi một cái chiêu rất xỏ lá xỏ lá là ông ta dùng chữ uh, trưng cầu dân ý nhưng mà trước khi thực hiện cuộc trưng cầu dân ý này ông ta kiểm soát toàn bộ những khu vực này đã rồi sau đó quý vị những người nào mà ông ta thấy rằng là có cái tinh thần trung lập hay là phản kháng lại cái việc sáng nhập vào nga ông ta đã tìm cách này cách khác đưa họ phân tán qua ra tất cả những gia đình của nước Nga hay là những cái vùng đất khác của Nga trên toàn nước Nga. Tức là ông ta phân tán những người này ra hết. Không để cho họ ở lại ở khu vực này. Và khi mà ông ta kiểm soát 100% là những người mà còn đang sống tại khu vực này. Đa số là những người đã được ông ta xác nhận là thân Nga. Một thiểu số còn lại thì họ bị ép buộc là phải bỏ phiếu yes để xác nhập vào nước Nga do đó nếu mà quý vị gọi đây là cuộc trưng cầu dân ý thì nó chỉ là một cuộc trưng cầu dân ý trá hình chứ không phải là cuộc trưng cầu dân ý thật sự tại vì ông putin đã chơi cái trò gọi là thủ đoạn ông ta đẩy những người mà phản đối đi nơi khác hết rồi một phần thì chạy qua những cái tỉnh khác của ukraine một phần thì bị ông ta phân tán trong cái lòng của nước nga và một phần còn lại thì nằm dưới sự uy hiếp của quân đội nga do đó quý vị cái kết quả này thì chúng ta đều dự đoán 96%. Nếu mà con số mà gọi là 40 50 60 đó thì mình còn có thấy là mình có có chút gì đó mình tin tưởng quý vị. Bây giờ 96% có nghĩa là con số là chúng ta biết rõ ràng kết quả nó đi y chang như Crimea. Thì quý vị, đây rõ ràng là cái cái chiến lược tương tự như Crimea. Ok, đó là cái phần thứ nhất mà tôi à, phân tích cho quý vị thấy cái trò của Putin không khác gì của năm 2014. Vậy thì từ cái câu chuyện này thì kế tiếp sẽ là cái gì? Phản ứng của các phía như thế nào? Kể cả Ukraine, kể cả Hoa Kỳ, à, Liên Minh NATO và kể cả Trung Quốc, cộng đồng thế giới sẽ phản ứng như thế nào? Thì đây là cái câu hỏi đặt ra. OK. Bước kế tiếp thì ông ta sẽ tổ chức bầu cử sau khi tuyên bố xác nhập tại vì đây là ý dân mà theo ý của ông ta mà thì bây giờ đã xác nhập rồi thì phải tổ chức bầu cử lại để mà bắt đầu điều hành cái nguồn máy chính quyền ở bốn khu vực này thì đương nhiên cũng giống như cái kịch bản của Crimea ông ta sẽ đưa tay chân và những người thân tín thậm chí quý vị nhân những nhân vật thân nga ngày xưa cũng có thể sẽ được bổ nhiệm làm người đứng đầu của cái vùng ái Hành Chánh tại đây là người Ukraine là người Ukraine, quý vị còn nhớ Poroshenko không? Nhân vật Tổng thống thân nga đã dẫn tới một cái cuộc biến loạn ở năm 2014 dẫn tới toàn bộ người Ukraine sụp đổ và cuối cùng, quý vị thì họ lật đổ chế độ của ông này. Thì quý vị đây là một tổng thống thân nga, thì có thể ông này sẽ được bổ nhiệm trở lại làm người đứng đầu của cái khu vực này. Và lúc đó quý vị, tức là một cái quần máy hành chánh nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Vẫn để cho người Ukraine cai trị người Ukraine. Tức là cái quần máy hành chánh này không sử dụng người Nga nhiều. Mà sử dụng người Ukraine thân Nga để điều hành quần máy hành chánh. Thì đó là cái mà chúng ta thấy được. Sau khi mà xác nhập xong, lắp đặt cái quần máy cai trị bằng người Ukraine ở tại đây. Thì bước kế tiếp, Putin sẽ lấy danh nghĩa sẽ lấy danh nghĩa là bảo vệ các vùng lãnh thổ của Nga giống như là tuyên bố của ông ta. Thì có thể ông ta không có sử dụng nhưng ông ta có quyền uy hiếp. Tức là ông ta sẽ đưa những cái bệ phóng các cái hỏa tiễn mà có thể khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử lắp đặt ở những khu vực này. Và kể cả ông ta dùng luôn cả cái nhà máy nguyên tử ở Zamborizia để uy hiếp Âu Châu. Tại vì khi mà cái dàn vũ khí nguyên tử được đưa tới đây nó sẽ là một cái quy hiếp rất lớn đối với những quốc gia ở có đường biên giới sát với Ukraine. Trong đó quý vị, Moldova, Ba Lan là những quốc gia phải đánh lô tô. Tại vì dàn vũ khí nguyên tử này không đưa lên phía Bắc mà đưa xuống phía Nam. Thì quý vị, nó nguy hiểm hơn bởi vì nó nằm gần Hắc Hải. Nó nằm vùng gần vùng Hắc Hải thì nó nguy hiểm hơn rất là nhiều. Tức là Putin bước kế tiếp ông ta sẽ dùng cái này để uy hiếp Âu Châu thôi. Chứ ông ta không sử dụng. Mặc dù ông ta có đe dọa sử dụng, nhưng ông ta sẽ à, phô trương hình thức bằng cách là chở cái dàn vũ khí này tới ở khu vực bốn vùng lãnh thổ này để lắp đặt. Mà tôi nghĩ rằng là Zamborizia và ở Kherson là hai nơi mà ông ta sẽ chọn. Bởi vì hai nơi này nó gần hơn khu vực Tây Âu. Đó là điều thứ nhất mà tôi nghĩ rằng là Putin sẽ làm. Mục đích là gì? mục đích của Putin là mặt trận phía bắc, tức là ép buộc cả Phần Lan, cả Thụy Điển, Latvia, Estonia và Lithuania Lutiaia là NATO không thể trú đóng tại đây. Những quốc gia này, hai quốc gia đang gia nhập vào NATO, ba quốc gia còn lại đều là nằm trong liên minh NATO. Ông ta muốn ép buộc những quốc gia này phải có một cái, phải có một cái rút quân của NATO ra. Đây là cái chiến lược của Putin đầu bước bước đầu của Putin sẽ làm chuyện này thì quý vị nếu mà quý vị coi lại trên bản đồ tôi cho quý vị thấy quý vị những quốc gia này là nằm ở đây quý vị nếu mà tôi đâm lên quý vị đây là Estonia Latvia và uh, Lithuania nha thì quý vị đây là ba quốc gia thì chỉ có Lithuania là có đường biên giới với Belarus thôi nhưng mà Latvia và Estonia có đường biên giới trực tiếp với nhà luôn nếu tôi đâm ra thì quý vị thấy nè quý vị Moscow nằm ở đây và St Petersburg nằm ở đây bây giờ tới phiên phần lan Helsinki và kể cả à, bên phía của stockholm cũng nằm ở đây luôn tức là quý vị ông putin sẽ tìm cách uy hiếp những quốc gia này phải rút quân nato ra ông ta sẽ chơi trò này ok ông ta sẽ chơi trò này và như vậy nếu mà putin chơi cái trò này thì quý vị đám âu châu sẽ bị uy hiếp những quốc gia tại Âu Châu là trong đó tôi có thể nói với quý vị là à, những quốc gia mà được xem là có cái à, à, có cái đường biên giới và nằm ở Trung Âu và Đông Âu sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu như mà phía của Nga bắt đầu có những cái à, bước kế tiếp của họ. OK quý vị, những quốc gia Trung Âu và Đông Âu sẽ như thế nào? OK quý vị, tôi rung ra đây quý vị thấy, OK? Quý vị thấy Moldova nằm sát với Ukraine, Ba Lan vừa sát với Ukraine và vừa nằm ở vùng biển Baltic luôn quý vị Liêu, nằm sát với Lithuania rồi tới gì quý vị Slovia, Slovakia Hungary và kể cả Cộng hòa Czech ok ok và ở đây quý vị đồng minh của ông Putin ở đây là Serbia trong tất cả những quốc gia ở vùng Balkan thì Serbia là đồng minh của ông Putin và họ sẽ gây ảnh hưởng ở khu vực này quý vị tức là Putin muốn cái tham vọng của Putin là tạo ra một cái vùng đệm giữa NATO và Nga và sử dụng tất cả những quốc gia này làm vùng trái đệm. Những quốc gia này sẽ phải đối diện với cái sự tiềm năng nguy hiểm đe dọa từ phía Nga. Đó là cái ẩn ý của Putin khi mà Putin bắt đầu xác nhập bốn vùng này vào. Và tôi nghĩ rằng là ông ta sẽ chuyển vũ khí tới nhưng ông ta không sử dụng. Tức là mang tính chất răng đe thôi tạo ra cho người ta cảm giác là sắp sửa có cuộc chiến nguyên tử để mà ông ta làm một lá bài chính trị trả giá với Tây Phương. Đó là cách mà Putin làm. Chưa kể cái vũ khí năng lượng, tức là cái nguồn khí đốt vẫn là một cái vũ khí hữu hiệu của Putin cho tới giờ phút này. Bởi vì Âu Châu lăn lo, mùa đông năm nay vượt qua được. Nhưng sau mùa đông là cái gì? Năng lượng sau mùa đông là cái gì? <laughs> Đây sẽ là cái mối lo nhất của Âu Châu. Giống như Đức đã nói, họ có cái kho dự trữ 90% cái nguồn khí đốt để có thể vượt qua mùa đông năm nay. Nhưng mà chính người bộ trưởng năng lượng của Đức cũng thú nhận. Sau mùa đông là empty, hết sạch. Vậy nguồn năng lượng kế tiếp sẽ nhập từ đâu? Đây là hai thứ vũ khí mà Vladimir Putin đã sử dụng để quy hiếp Âu Châu. Buộc Âu Châu phải đáp ý của ông. Ít nhất nó sẽ lặp lại lịch sử. Tức là Âu Châu phải ngậm đắng nuốt cây để cho ông ta nuốt thêm bốn vùng này. Và ép Ukraine phải chấp nhận. Như là năm 2014. 2014 cho tới giờ phút này các quốc gia Âu Châu không thừa nhận Crimea là của Nga. Nhưng mà bây giờ Nga vẫn kiểm soát. Và các quốc gia Âu Châu cũng dậm chân tại chỗ không làm được gì. Ukraine cũng không làm được gì hết. Thì cái kịch bản này nó cũng sẽ lặp lại năm 2014. Tức là đám Âu Châu phải ngậm miệng. Và tìm cách thuyết phục Zelensky, tổng thống của Ukraine là giảm bớt sự gọi là đối đầu để mua cái sự an toàn cho các quốc gia bên tây âu đây là cách mà đám âu châu sẽ làm tức là pháp đức rồi ý mặc dù rằng anh có thái độ cứng rắn từ thời của ông boris johnson cho tới bây giờ bà lee short nhưng mà anh cũng chỉ là một quốc gia ở âu châu lại không nằm trong liên hiệp âu châu trong khi 27 quốc gia trong cái block của liên Bảo châu là đã bị phân hóa rồi bây giờ thêm cái phần uy hiếp này nữa thì cái vị Âu Châu dễ bị phân hóa và tôi nghĩ rằng mục tiêu của Putin thứ nhất là tạo một cái vùng đệm ở giữa giữa cái liên bang nga và các quốc gia tại tây âu đó là điều thứ nhất điều thứ hai putin và tập cận bình hiểu rõ một điều ngày nào mà họ thống trị được một số quốc gia bên ngoài ngày đó quyền lực ở trong nước của họ vẫn được vững chãi Tại vì họ cho rằng tác động tới quyền lực của họ là đa số từ bên ngoài. Tức là tác động ảnh hưởng tới quyền lực của Putin hay là Tập Cận Bình đều là do tác động từ bên ngoài nhiều hơn. Tác động từ bên ngoài nó mới gây nội loạn từ bên trong. Do đó, để bảo đảm cái quyền lực của mình một cách tuyệt đối vĩnh viễn, thì Putin hay Tập Cận Bình phải bành trướng cái thế lực của họ khống chế những quốc gia lân bang và những quốc gia có tầm ảnh hưởng để không có đụng tới được cái quyền lực của họ thì quý vị đây là cái chiến lược tôi nghĩ rằng chiến lược chính mà Putin muốn duy trì quyền lực của ông ta nếu như mà ông ta kiểm soát được khu vực phía trung và đông âu thì tôi bảo đảm với quý vị nước nga sẽ không có một cuộc biểu tình nào ngóc đầu lên nổi bây giờ vẫn còn những cuộc biểu tình vẫn còn những cuộc tháo chạy sau phần lệnh tổng động viên của ông ta nhưng mà khi ông ta thành công trong vấn đề sát nhập các vùng lãnh thổ này cộng thêm việc mà ông ta bắt đầu lắp đặt vàng nguyên tử, à, vũ khí nguyên tử ở khu vực này nhưng không sử dụng, thì quý vị, nó sẽ quy hiếp toàn bộ khu vực Đông Âu và Trung Âu. Lúc đó quý vị, nhiều quốc gia tại Trung Âu và Đông Âu, thứ nhất là vì cái kinh tế của họ, họ bắt buộc phải thỏa hiệp với Nga trong vấn đề năng lượng, tức là chấp nhận lệ thuộc vào nguồn năng lượng từ phía Nga. Và thứ hai là có thể một số quốc gia, sẽ từ bỏ cái vai trò ở trong liên hiệp Âu châu. Mặc dù ngày xưa xin vào rất khó, ngày xưa họ muốn xin vào cái liên hiệp Âu châu để phát triển kinh tế trong 27 quốc gia. Nhưng bây giờ họ phải chọn lựa giữa một nền kinh tế tiêu thụ và một nền kinh tế lệ thuộc năng lượng, họ phải chọn một trong hai. Thì quý vị, Ba Lan, Hungary, Bulgaria, Slovakia hay là Romania kể cả Moldova bungaria tất cả những quốc gia này nguồn năng lượng của họ chính vẫn từ nga nếu mà chống lại với nga họ vừa bị uy hiếp về mặt lãnh thổ họ vừa có thể bị khó khăn trong vấn đề năng lượng thì quý vị họ sẽ phản đối mạnh cái chính sách của tây âu và họ muốn thỏa hiệp với nga trong khi những quốc gia phía bắc thì là mạnh mẽ hơn như latvia estonia hay là Lutia những quốc gia này thì ngược lại họ muốn cứng rắn với nga họ không nhượng bộ thì quý vị đây là sự phân hóa trong liên hiệp âu châu và kể cả liên minh nato cuối cùng putin đạt được mục tiêu của ông ta ông ta đạt được mục tiêu là do sự yếu kém ngay từ giây phút đầu tiên của liên hiệp âu châu và của nato bây giờ đi tới tình trạng này nato cũng sẽ phải lấn cấn nếu mà bây giờ quay sang đối đầu cứng rắn thì sẽ bằng cách nào và nếu như tiếp tục tránh né thì Putin sẽ thành công bởi vì ông ta sẽ khống chế được khu vực phía đông của Âu Châu mà khống chế được phía đông của Âu Châu ông ta khống chế được nhiều thứ thứ nhất là các đường không phận thứ hai các đường hàng hải và thứ ba là nguồn vận chuyển ông ta sẽ đánh thông được tất cả những điều này trong lúc bây giờ ông ta đang bị cấm vận thì các quốc gia này sẽ phải chấp nhận Tại vì họ không còn chọn lựa Địa thế họ nằm ngay đó Mà cái weak Tức là cái sự nhu nhược của Tây Âu ngay từ lúc đầu Đã đẩy tới cục thế này Quý vị đó là tôi nói là Âu Châu đó quý vị Còn riêng Hoa Kỳ Với chính quyền của Joe Biden Ông Putin biết rõ Ông ta còn 2 năm nữa Joe Biden còn 2 năm điều hành của mấy quốc gia Chưa biết được sau đó như thế nào nhưng ít nhất trong trước mắt là hai năm mà trong hai năm này thì Joe Biden đang bị đứng ở một cái ngã ba đường thứ nhất là phải thực hiện những chủ trương cực tả mà đảng dân chủ đã sắp đặt cho ông ta trong lúc mà ông ta cầm quyền mà đẩy những chính sách này thì sẽ mất dần đối tác đồng minh ở nhiều khu vực kể cả trung đông kể cả âu châu nếu đẩy mạnh nhưng nếu không đẩy mạnh thì ông ta sẽ gặp rắc rối trong nội bộ của hoa kỳ tức là ngay trong nội bộ đại dân chủ còn nếu như bây giờ mà thuyết phục các quốc gia âu châu ông ta sẽ gặp khó khăn hơn tôi lấy ví dụ là hungary hungary vừa bị liên hiệp âu châu ngưng lại cái ngân sách ba ba bảy tỷ euro với lý do là hungary thiếu minh bạch về vấn đề gọi là nhân quyền thật ra thì quý vị cái này là chính trị thôi tại vì ông thủ tướng oban của hungary là một người cánh hữu đám Âu Châu sử dụng cái lý do này để phong tỏa kinh tế của là gây khó khăn cho Hungary. Đi. Thì điều này nó sẽ đẩy ông Obama bắt tay với Nga nhiều hơn. Chứ nó sẽ không làm cho ông Obama buông ra đâu. Thì quý vị, rõ ràng cái chính sách nhu nhược của đám Âu Châu nó sẽ ảnh hưởng. Và lúc đó quý vị, Joe Biden một mặt ông ta phải đối diện với cái áp lực từ Âu Châu. Một mặt vẫn bị cái áp lực cái chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ về Á châu. Và Putin biết rõ Biden chỉ còn có 2 năm. Biden phải chọn lựa, chọn thị trường Á châu, chọn Á châu tập trung chuyển trục về Á châu hay sẽ chi phối ở Âu châu. Đây là cái bước mà Putin đang ép Joe Biden. Tức là Joe Biden phải chọn lựa, phải bỏ rơi thị trường Âu châu. Phải bỏ rơi Âu châu để giữ Á châu. Còn bây giờ giữ cả hai mặt trận không được đây là cách mà Putin muốn làm. Tức là cuối cùng quý vị, Putin là kẻ đã phá được cái thế của Joe Biden. Nếu mà Joe Biden vẫn tiếp tục những chính sách của ông ta. Trừ phi là giống như tôi nói là có một lãnh đạo cứng rắn mạnh mẽ thì quý vị chúng ta cũng phải chờ tới 2 năm nữa, tức là 2024. Trong vòng 2 năm này thì Putin đã đi được bao nhiêu bước. Để mà sắp đặt cái chiến lược của ông ta. Và bây giờ sau đó, 2 năm sau đó, tôi cứ cho là một tổng thống cứng rắn. Thì quý vị, Putin đã gài sẵn tất cả mọi thứ rồi. Muốn phá không phải dễ. Ông ta vẫn còn 2 năm để sắp đặt. Với cái thái độ gọi là weak. Tức là nhu nhược bây giờ của Joe Biden. Ông ta vẫn chưa dứt khoát. Với lập trường của Trung Quốc, ông ta vẫn còn ẩm ờ. Một mặt tuyên bố đưa quân sự bảo vệ cho Đài Loan. Một mặt vẫn xác nhận là One China Policy, thì quý vị nội cái chính sách này với Trung Quốc không Ông ta còn không dứt khoát được Thì cái vấn đề lấn cấn với Âu Châu Thì cũng xem Tức là cũng sẽ trở thành một cái Mù mờ một cái play Một cái mơ hồ Lúc đó quý vị Đám Âu Châu cũng sẽ hoang mang Họ phải chọn một bên Giữa thế lực làm đồng minh của Hoa Kỳ Hay là phải chấp nhận Ở dưới cái sự độc tài toàn trị Và điều khiển ảnh hưởng của Putin Tại vì quý vị bài toán năng lượng là bài toán sinh tử của Âu Châu. Bây giờ Âu Châu phải đối diện với sự chọn lựa này. Putin nắm cả hai thứ vũ khí. Vừa nắm cái vũ khí năng lượng. Vừa nắm luôn, bây giờ khai triển luôn cả vũ khí nguyên tử. Thì nếu quý vị ở Âu Châu là quý vị phải phải hết hồn rồi. Mà bây giờ nếu không, nếu mà cứng rắn thì chỉ có mình mình cứng rắn, còn mấy nước khác thì sao? Tôi nói quý vị, cuối cùng NATO phải đi tới quyết định đối đầu. Đây là cái giải pháp duy nhất loại trừ được Putin thì đem lại một cái nền dân chủ khác cho nước Nga. Ít nhất một cái xã hội dân chủ đã. Thì tất cả những cái mầm mống mà đe dọa này sẽ chấm dứt. Những mầm mống đe dọa này sẽ chấm dứt ngay. Nhưng Hai vấn đề được đặt ra. Dân Nga đã từng thọ giáo một xã hội dân chủ dưới thời của Boris Yeltsin. Tức là ông tổng thống dân dân cử đầu tiên của nước Nga sau khi cộng sản sụp, sụp đổ. Thì suốt 10 năm ông ta cầm quyền. Gần như nước Nga nằm trong sự hoảng loạn. Băng hoại. Thì quý vị, dân Nga cũng sợ điều này. Nhưng mà những thành phần trẻ hơn, nó muốn được cuộc sống như ở Âu Châu, nó muốn nước nga trở thành giống như âu châu thì quý vị nó sẽ phải tranh đấu để mà nó làm lại một nước nga tương tự như âu châu thì quý vị tình trạng này nó sẽ làm cho nước nga hỗn loạn nhưng mà nước nga hỗn loạn thì chính là sự an toàn của âu châu chỉ có biện pháp duy nhất là cứng rắn cứng rắn đối đầu thì mới ban tới kết, kết quả sau cùng còn bây giờ quý vị né ngoài thỏa hiệp hoài Vài năm nữa Putin lại nhấn thêm một cái uh, cuộc chiến nữa Hay là lấn sân thêm nữa Đám Âu Châu lui hoài sao Thì quý vị Rõ ràng cái cuộc thăm dò Của cái uh, gọi là trưng cầu dân ý này Nó đang là một cái chiến lược đi rất đều đặn của Putin Bây giờ Hoa Kỳ và ta, khối Tây Phương có phản đối Thì cũng chả làm gì được Putin hết Tại vì các anh quyết Các anh chỉ ban hành lệnh cấm bận thôi mà Putin lấn tới đâu là kẹt tới đó Tại vì có nhiều quốc gia Đâu có tuân thủ lịch cấm vận đó Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil Họ vẫn nhập cảng mỗi ngày Thì quý vị Cuối cùng đối với Putin Đối với trường hợp của nước Nga Chỉ có lật đổ chế độ độc tài của Putin Thì mới giải quyết tận gốc rễ của vấn đề Còn nếu như mà vẫn e ngại Sợ hãi, bùng nổ Để tam thế chiến gì đó Tránh né, tránh né, tránh né thì cuối cùng Putin sẽ xây dựng đế chế của ông ta Và lúc đó quý vị Đám Âu Châu lúc nào cũng sống Trong sự uy hiếp của Putin Chứ không phải thoải mái Thì vấn đề còn lại là Đám Tây Âu Có đủ cái bản lãnh Để đối đầu quân sự bây giờ hay không Hay vẫn tiếp tục tránh né Thì quý vị, quý vị câu hỏi Tôi nghĩ rằng câu trả lời quý vị cũng đã có Đám này vẫn tiếp tục tránh né cho tới khi có một tổng thống Hoa Kỳ mạnh mẽ hơn Cương quyết đối đầu Thì đám này mới chạy theo Còn nếu mà dưới thời của Joe Biden Tôi không nghĩ đám Âu Châu có đủ khả năng đối đầu với Nga Và cuối cùng quý vị Họ vật mặc dù không bị đe dọa nhiều Nhưng vẫn bị uy hiếp mỗi một ngày Ok quý vị Đó là cái bài phân tích hiêu tinh nhật ký Phần 2 của tôi chiều ngày hôm nay Liên quan tới cái kết quả sơ khởi Trong bốn vùng đất mà Nga đã chiếm của Ukraine 96% đồng ý sát nhập vào nước Nga cho thấy chiến lược của Putin không phải chỉ có lãnh thổ của Ukraine mà toàn bộ khu vực Đông Âu và Trung Âu sẽ là vùng trái độn của Putin để bảo đảm an toàn cho nước Nga và bảo đảm quyền lực cho Putin và nếu Âu Châu tiếp tục nhân nhượng và tiếp tục gọi là có những cái thái độ yếu kém thì vài năm nữa Putin này phát triển thêm ông ta sẽ không dừng lại ở đây cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện và phân tích ngày hôm nay của phong liên quan tới tình hình của ukraine và phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần à, tin cập nhật buổi tối xin quý vị nhớ đón nghe và theo dõi mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau bye bye